Hôm nay nhà dịch ăn mọi người thấy một cái bài một cái mâm ở này nè. Đây là gỏi cuốn. Bữa giờ lâu quá rồi không có ăn gỏi cuốn đó. Anh mới cũng thèm ăn gỏi cuốn. Đây đây để mama nhúng cho. Mama đem nè cái chén của con nè. Để mama để mày để bên này, mày để bên này mẹ nhúng cho tụi con. Qua đó con ngồi đi rồi mama đưa cho con. Đi ra qua đó ngồi đi. Cái cuốn đầu tiên lúc nào cũng bị ra. Phải phải đâu xong được chứ. Dạ. Để hai con clear thì mở thì đó. Mama để hai con clear thì mở thì đó. Ja. Ja. Papa. Ja, wat nu maken? Ja, papa. 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 Mama, kijk om in bed. Anh mất ảnh tham quá, anh cuốn cho nhiều quá hả? Cho nên nó bị bể ra. Cô đem mic kìa. Cô đem mic kìa. Cô đem mic kìa. Nhưng mà det fastnar ju i tallriken. Ja, varför gjorde du det? Du rullar för sakta. Jag skulle ju lägga på något. Vi skulle ju sitta och vänta. Jag vill inte få ägg. Ja, vad ska jag göra nu då? Äta med pinne då. Jag vill inte ha ägg. Det känns till som en kladd. Ja, det är som där dumlad jord. Ja, jag ska se. Det känns så till. Det kallas för kallis. Ja. Ja. Det är så saltigt och gott. Jag vill ha ägg. Oh. Jag vet inte, jag kan inte byta. Men Ali. Thiệt luôn á, cái bánh tráng này cuốn xong là phải nhúng nước xong là phải cuốn liền, nó dính vô trong cái dẻ thiệt luôn á. Đéo biết. Phát tiệt. Mozzarella mozzarella. Ờ, do so fast nè. Cái đầu mình xí xóa bỏ qua nha mọi người. Nó nhúng xong mà không cuốn liền là nó dính hết vô trong cái dẻ à. Đây nè, con nó dính rồi nè. Nó mới thấy được rồi là đi bì. Oh, đẹp. Mà mất là rất là direct after mà không bắt tên phùa. Người vua đến tờ rồi. Lấy gà xuống. Trời ơi, nó dính. Nó nói lâu quá rồi, không có ăn cái gỏi cuốn á mọi người. Xong một cái nó bị ra, nó bị mất kinh nghiệm. Yeah, in an an shop for three snoops đó. Với lại cái bánh tráng này là mình mua cái hiệu bánh tráng khác nữa, bình thường nhà mình hay ăn là hiệu bánh tráng ba cây tre đó, nó ngon. Nhưng mà bánh tráng này thấy cũng dẻo cũng ngon mà, nhưng mà sao nó dính quá. Chết rồi. Không được rồi. Mama they have a crazy one. Is it crazy one? Yeah. Crazy. Tại sao lại crazy? That is so, do it, stick it. Bây giờ khá lắm
Man måste rulla direkt då. Fortare. Man får inte ta så mycket tid. Eller så behöver man inte ta så mycket. För då blir det snabbare. Och då kan man rulla bättre. Jag kan inte få dig bita. Är det äckligt? Nej, det är äckligt. Mamma, nu får du faktiskt testa jättestarkt. Mamma, nu förstår jag. Du kan hålla istället för att lägga den på tallriken. Njälla, nja. Så. Skynda. Ta med henne då. Bóc tay luôn để cho nó nhanh ăn cho nó chạy đua với thời gian. Mamma, jag vill ha en till. Hả? Jag vill ha en till med nudlar och gurka. À, để nó nó vậy. Để nó một chút. Nej. Skynda dig. Jo, bara skynda. Ni får köra lite crazy. Crazy music. Oj, nej, inte. Kom du. Crazy snowers. Förlåt, mamma. Blir det bättre nu? Ja. Nej. Để mẹ làm cho mẹ cúng cho Julia nha. Nhưng mà con phải cúng cho nó nhanh. Mẹ còn không biết cúng mà, để mẹ cúng cho con cho nhanh cho. Con qua bên đó con ngồi đi. Mẹ con ăn cơm. Khoan. Thịt. Khoan. Dũ, con phải ăn một miếng thịt với lại ép trứng. Mẹ đi từ mua rồi. Này. Cái nó rít mua đủ không ăn luôn. Men nu gånger vi var i Vietnam. Ja. Så åt vi sånt här. Jag bara en lilla med soja. Nej. För jag vill inte äta. Det är julklapp. Hakna. Det är julklapp. Aj. Det är julklapp. För riktigt är det jätteont. Con cảm ơn. Ủa? Mẹ. Mama. Con cảm ơn mẹ. Con đợi chút xíu rồi nó khô quá. Nhà mình nó rất là thích ăn gỏi cuốn với lại bánh xèo. Nhưng mà em Thư thì làm biếng lắm mọi người ơi. Nhìn cái gỏi cuốn nó đơn giản như vậy á, mà nó cũng lỉnh kỉnh đủ thứ hết trơn á. Tại vì ở bên này á là bún mình cũng phải tự luộc, tự làm, rồi rau rồi chuẩn bị đủ thứ á, nhiều lắm. Cho nên á hả, nhiều khi làm biếng không có làm. Rồi bánh xèo cũng vậy nữa. Cái người ăn đó thì ngon, mà cái người làm á thì cực dữ lắm luôn. Giống như cái gỏi cuốn nè, mấy đứa nhỏ nó không biết cuốn, rồi anh Mít cuốn cũng không được. Cho nên mình ngồi mình cuốn, vừa mới cuốn xong hết một vòng rồi, chuẩn bị tới mình vừa mới cắn một miếng gỏi cuốn một cái là tới tua tiếp nữa, là mọi người đã ăn xong rồi lại giúp cuốn tiếp nữa. Rồi mọi người giống như là coi clip của em Thư á, lúc mà ăn á cũng thông cảm giùm cho em Thư nha. Tại vì có những món ăn á thì mấy đứa nhỏ nó sẽ giống như không có biết ăn nhiều. Thì trước khi ăn cơm á, là mình đã cho mấy đứa nhỏ ăn trước một cái gì đó lót dạ rồi. Cho nên khi mà vào ăn á, thì tụi nhỏ ăn hoặc là tụi nhỏ không ăn, kiểu chơi góp mặt vô cho nó vui, cho có cái không khí đầm ấm ăn cơm của gia đình á. Rồi khi mà làm YouTube ấy, không lẽ giờ mình ngồi cái mình ăn không á, thì nhiều khi thấy cũng buồn, cũng chán. Mọi người coi thì chắc cũng chán. Cho nên em Thư phải kiếm cái này cái kia để nói chuyện. Thì cũng có vài khán giả vô nói trời ơi sao không lo đút cho con ăn mà hả, ngồi lo nói không. Thì mọi người cũng thông cảm đi, làm YouTube thì phải nói, chứ không nói thì mọi người cũng chán lắm, cũng không có coi nữa. Nè. Bỏ
quá chánh là ngon lắm luôn á mọi người. Tôi biết là mình cười luôn à. Em thật đấy. Cả nhà ai cũng biết và thích ăn nước mắm hết trơn á, con mình Julia, Julia nó không có thích mùi nước mắm, nó nói mùi nước mắm thúi quá. Julia chỉ thích ăn nước tương thôi. Och det tycker vi, men man måste äta annat än soja. Men soja är jättegott. Jaha. Men vi gillar chili inte. Men vi gillar inte chili, räcker upp en hand. Mera gudda. Ja, vi ska äta chili. Äter de inget annat än nudlar? Du får äta lite kött. Gurka, gurka. Kött. Så, kött. Starka. Kött, ja. Så. Chips. Eller. Det får vara lite kött. Och så kött. Thiệt luôn á là em gói cái gỏi cuốn nó xấu, xấu giả mềm. Em gỏi rồi. Em kỹ thuật. Nhưng mà kệ đi. Ở nhà ăn mà chú phải bán nha. Ôi ôi cái ớt nó cay á, mà nó ngon. Chú biết hả? Con chấm vô sốt à? Chú đi rồi à? Con chấm cái chén lên vậy nè, nó không văng. Chả biết là gì. Thế? Ừ. Det var kiss. Jag trodde att jag skulle bara äta soja. Äh, vad är det? Men jag kan inte äta soja. Det är bara... Men varför kan du... Jag kan inte tugga... Julia không phải Việt Nam không? Không. Jag får lite kola. Jaså? Ja. Kina äter soja. Hur många har du ätit? Fyra. Oj. Jag menar två. Ja. Anh mới đang ăn bốn cuốn gỏi cuốn to. Julia ăn mấy cuốn? À, hôm nay con đi học, con học bảng chữ cái á hả? Alice đọc với O B C. Giỏi quá. Ăn cái đó là vitamin đó không bà cô chú anh chị ơi. Tụi con no chưa? Con no không? No quá. Julia no chưa? No lắm. Cảm ơn em. Bye bye, hẹn gặp lại. Con no quá. Con cọp no quá rồi đó hả? Con cọp. Con cọp hay là con mèo? Alice là con cọp hay là con mèo? Alice là con thi ghẻ hay là con khách? Con cọp hay là con mèo? Ăn uống xong rồi mấy bạn nhỏ thay đồ ngủ ra rồi đánh răng rồi. Bây giờ hôm nay con muốn đọc truyện gì nè? Chuyện Việt Nam hả? Hôm bữa mama đọc chuyện Việt Nam gì cho con coi, con nghe rồi, con nhớ không? Ờ, là cái chuyện gì? Spend and Dare là cái chuyện gì mà con đang đợi tới chuyện gì đó? Ba hạt đậu thần phải không? Hạt đậu thần đúng không? Bữa giờ đang đọc chuyện hạt đậu thần cho mấy bạn nhỏ nè, mấy bạn nhỏ thích lắm. Đang tới khúc gây cấn á, xong rồi cái ngưng để cho mấy bạn nhỏ hồi hộp ngủ, đừng chờ đợi ngày hôm nay đi đọc tiếp nữa. Alice làm gì vậy? Trời ơi, Alice trang điểm á hả? Mình trang điểm á. Chị hai trang điểm cho con kìa.
Xích kem đi. Xích kem cho em đi. Nè, xích kem thiệt cho em đi. Mấy cái chai kem này nè mọi người, để chống nứt nẻ đó. Vô mùa đông á khô lắm. Da mấy em bé là phải chống nứt, chứ không thôi lại hả? Tao nói nó nứt ra mà nó chảy máu luôn á. Rồi cho em thử em chà chà con đấy. Nè, chứ sức vô mặt, sức vô mặt nè, sức vô mặt nè, chạy vô mặt, đúng rồi. Lấy cái tay chà chà vậy nè, Alice nè, con lấy cái tay con chà vô mặt, trời ơi, sức chân nữa. Đã quá trời ơi, được mấy bạn nhỏ hả, sức kem cho mẹ nữa. Massage. Massage nữa, đã quá, massage chân luôn nữa. Ôi sướng gì đâu á, đẻ bầy dịch con này đáng đồng tiền quá tao ơi, đẻ chị hai đáng đồng tiền quá à. Julia đi đánh răng chưa ra nữa ông bà cô chú anh chị ơi. Đã quá Alice đây. Så och sen tills allt vitt är borta och fastnat på benen och händerna och sen smetar ut det på mammas ben. Ja. Och så masserar också. Jag mår av mamma. Ja. Ôi ơi đã quá chừng luôn. Thiệt mama. Là đã. Trời ơi cái massage coi kìa, bóp coi kìa. Papa. Papa. Sao? Kêu ba làm gì? Má xe mà trời thôi đủ rồi, chét ướt hết cái chân hết trơn hết trọi rồi. Thôi ok ông bà cô chú anh chị ơi, bây giờ đi lên đọc truyện cho mấy đứa nhỏ đây. Em Thư xin phép mọi người dừng video ngày hôm nay tại đây. Rất là cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã luôn yêu thương và đồng hành cùng gia đình nhà Dịch. Chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào. Bye bye. Alice bye bye ông bà cô chú ơi. Bye bye. Hẹn gặp lại. Nhìn ở đây nè. Bye bye. Trời ơi, giỏi vậy, hẹn gặp lại clip sau, bye bye. Nói lại đi, nói lại đi. Hẹn gặp lại vào clip sau, bye bye. Bye bye.